Hello mọi người, khách hàng qua shop cá đấy, mua một bộ bể về để tập chơi nhá. Khách hàng lần đầu tiên chơi cá. Khách bên em thì đang ở bên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đấy, hôm nay có tạt qua bên Đông Anh Hà Nội đấy, ủng hộ cho shop một bộ bể. Đấy, bộ này full bộ là có lọc, có đèn, có trang trí, có chân kệ và có lắp lắp ở bên trên nhá. Bây giờ bên em sẽ bàn giao cho khách lên xe ô tô. Bộ này mọi người xem qua một chút này. Đây là nhân viên đang qua hướng dẫn qua cho khách cách sử dụng lọc máy lọc và đèn nhé. Đó. Ôi, lùi nó đi vào luôn. Anh đưa cho là cái bìa Cái này ấy. À. Tập hơn tập. Ok. Có rất tay. Anh. Rồi, cảm ơn nhé. Em nhiều khách nhé. Vâng, em cảm ơn các anh nhé, các anh về cẩn thận nhé. Vâng.